5 điều cấm kỵ đàn ông tuyệt đối chúng ta không nên làm quan hệ để tránh rước họa vào thân, ảnh hưởng đến vấn đề sức khỏe của chúng ta. Thì trong cái video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng với nhau đi tìm hiểu 5 cái điều mà đàn ông tuyệt đối chúng ta không được làm trong khi mà chúng ta quan hệ và sau khi quan hệ. Cái chuyện chăn gối nó không chỉ cần đến cái sự hòa hợp về mặt thể xác mà nó còn phải hòa hợp cả về mặt tâm hồn nữa, và rất nhiều những cái yếu tố liên quan. Thế nhưng có những cái hành động vô tình thôi, chỉ là những hành động vô tình của những người đàn ông chúng ta khiến cho đối phương mất hết cái đi cái cảm xúc và cái sự thăng hoa, và thậm chí nó còn ảnh hưởng đến cả vấn đề về mặt sức khỏe. Các bạn hãy nghe thật kỹ cái video này và hãy rút ra những cái kinh nghiệm, những cái bài học cho mình nhé. Cái đầu tiên mà rất nhiều anh em chúng ta gặp phải đó là chúng ta đầu tư quá ít thời gian cho cái màn dạo đầu. Những cái nụ hôn này, những cái cử chỉ vuốt ve hay là cái sự gì bơn trớn ở những cái màn dạo đầu, mình hay gọi là làm tình phi giao hợp ấy, nó không chỉ khiến cho người phụ nữ tăng tiết dịch đâu, mà gì, nó cho người phụ nữ cái tinh thần, cái cảm xúc để sẵn sàng nhập cuộc. Sau đó người phụ nữ có cái cảm nhận được cái sự quan tâm, cái sự yêu thương, cái sự trân trọng của đối tác của mình, và cái sự thoải mái và cái sự hưng phấn từ đó nó sẽ được lây lan, lây truyền từ người phụ nữ, từ người bạn tình sang cho anh em. Tuy nhiên rằng có một số anh em chúng ta, khi mà chúng ta thì cái chuyện giường chiếu chúng ta chỉ muốn để nhanh nhanh chóng chóng nóng lòng tiến thẳng vào cái gì lâm trận và hiệp chính luôn. Cái điều này nó khiến cho chị em phụ nữ cảm thấy họ không được quan tâm, họ cảm thấy người đàn ông chỉ muốn nhanh chóng thỏa mãn cái nhu cầu sinh lý của bản thân mình mà thôi. Tức là bản thân người phụ nữ họ chưa sẵn sàng có cái cảm xúc, trừ những cái trường hợp đặc biệt thì mình không nói. Và ngoài ra thì cái màn dạo đầu khi mà nó quá nhanh thì nó khiến cho cơ thể người phụ nữ chưa kịp gì tiết các cái chất dịch đủ để khiến cho chị em thì nó làm cho nó quan hệ nó trơn tru, và khi vậy thì nó sẽ làm cho chị em bị đau giác, và do đó thì hãy rút kinh nghiệm ngay nhá. Còn các chị em nào mà chúng ta muốn màn dạo đầu kéo dài lâu hơn thì hãy nói thẳng, hãy nói với người bạn tình, với đối phương của mình. Cái thứ hai này, đó là các bạn từ chối cái việc sử dụng bao cao su. Có thể nói rằng 100% đàn ông ai cũng thích quan hệ theo kiểu nhân trần thôi, bởi vì nó mang lại cái cảm giác, cái cảm xúc chân thật nhất. Tuy nhiên điều đó phải được cái sự đồng ý từ đối tác. Và trong cái trường hợp nếu như người phụ nữ đã chủ động sử dụng các biện pháp phòng tránh thai an toàn, như là có thể để uống thuốc tránh thai hàng ngày này, cái que này, đặt vòng, hoặc là không có lo lắng gì về cái chuyện mang thai ngoài ý muốn cả. Thêm vào nữa thì hai người phải đảm bảo rằng không mắc các cái bệnh lý về lây truyền qua đường tình dục, và gì, chúng ta hoàn toàn có thể quan hệ một cách tự nhiên, bình thường như vậy. Còn trong những cái trường hợp mà người phụ nữ chưa sử dụng các biện pháp tránh thai nào cả và đang rất lo lắng về các vấn đề mang thai ngoài ý muốn, thì anh em chúng ta nên tôn trọng cái điều này nhá. Và chúng ta đừng có cố để chúng ta thuyết phục, để chúng ta nài nỉ, chúng ta làm được cái điều mà chúng ta mong muốn. Bởi vì khi mà anh em thuyết phục không được thì chúng ta sẽ quay sang trách móc, giận dỗi, và chúng ta gì, khi mà hoặc là chúng ta cố tình sử dụng, không sử dụng bao cao su, thì người phụ nữ họ sẽ chắc chắn họ sẽ cảm thấy người đàn ông là gì, họ sẽ thực sự là người phụ nữ họ sẽ cảm thấy lo lắng và họ cảm thấy bất an trong cái mối quan hệ và trong cái cuộc tình này, và nó làm giảm cái cảm xúc xuống anh em ạ. Và cái hành động số 3 đó là gì các bạn, những cái hành động nó quá thô bạo, nhiều anh em quá thô bạo luôn. Và một số anh em chúng ta hay xem trong phim ấy thì rất dễ chúng ta hiểu nhầm và cứ tưởng rằng dùng cái sức thật nhiều, thật nhanh, thật mạnh thì người phụ nữ sẽ càng thích. Rất nhiều người rất thô bạo, và thực tế thì không phải như vậy anh em ạ. Thực tế nó không phải như vậy. Đặc biệt là những người phụ nữ ở cái giai đoạn gì, khi mà nhiều tuổi, 40, 50 tuổi, giai đoạn mãn kinh, tiền mãn kinh mà bị khô hạn, bị đau rát, thì gần gũi với người đàn ông thô bạo thực sự đó là một cái nỗi ám ảnh, một cái nỗi cực hình cực lớn đối với họ. Và bên cạnh đó thì cái việc quan hệ quá nhanh, quá mạnh như vậy thì nó tiềm ẩn rất nhiều những cái nguy hiểm, nhiều cái rủi ro về mặt sức khỏe. Nó rất dễ khiến cho chúng ta gặp phải cái tình trạng gì, có thể là xuất tinh sớm, hoặc là gặp cái vấn đề tai nạn, hoặc là chúng ta hay nghe về cái thượng mã phong khi mà chúng ta đang hành sự như vậy. Cho nên thì các bạn phải đặc biệt lưu ý nhé, là chúng ta không phải cứ càng nhanh càng mạnh thì nó mới càng tốt. Và cái thứ tư mà tôi muốn chia sẻ đó là chúng ta sử dụng hay sử dụng điện thoại khi quan hệ. Nhiều người vừa quan hệ vừa sử dụng điện thoại, cái điều này nó sẽ phá cái cảm xúc lãng mạn của cả hai chúng ta. Và trước khi mà bước vào cái cuộc yêu thì chúng ta hãy thống nhất với nhau là gì, hãy để điện thoại ở chế độ im lặng để tránh làm phiền,
có thể chúng ta sẽ bật một cái bản nhạc nhẹ nhàng mà cả hai chúng ta yêu thích để tăng về mặt cảm xúc, nhưng tuyệt đối không nên dùng điện thoại. Và trong trường hợp có công việc rất quan trọng cần nghe điện thoại thì hãy xử lý công việc xong xuôi trước khi chúng ta bước vào nhập cuộc vào cái cuộc yêu. Nó sẽ tránh ảnh hưởng đến đối phương của chúng ta bị mất hứng, tức là cái cảm xúc nó bị giảm khi mà đang quan hệ tự nhiên gì, tự nhiên nghe điện thoại và cái cuộc yêu nó bị gián đoạn như vậy. Và cái số 5 đó là cái thời gian quan hệ của chúng ta quá ngắn. Rất nhiều anh em bị như vậy. Và trong cái video trước thì tôi đã chia sẻ là gì? Phụ nữ người ta cần khoảng tầm 10 phút để có thể lên đỉnh, để có thể chạm đỉnh. Trong khi đó anh em chúng ta chỉ có khoảng tầm 4 phút, 5 phút là chúng ta đã gì? Đã ra rồi. Thì như vậy rất nhiều ông thấy mình ok lắm rồi. Tức là bản thân mình thấy như vậy là ok và mình thăng hoa là gì? Là xong rồi. Nhưng mà khi mà chúng ta thăng hoa, chúng ta xuất tinh, chúng ta nằm ra, chúng ta ngủ luôn, chúng ta chẳng quan tâm đến cái cảm giác của đối phương như thế nào. Và một lần thì không sao, nhưng mà thường xuyên liên tục nó xảy ra cái sự lệch pha như vậy thì chắc chắn là sẽ có gì ảnh hưởng về cái mối quan hệ và cái sự hài lòng của đối tác. Bởi vì một người lên đỉnh, một người chưa thì không thể hài lòng cả hai được, không thể trọn vẹn được. Vậy thì làm thế nào để chúng ta luôn giữ được cái phong độ ở mọi độ tuổi, mọi lứa tuổi, cũng như là giữ được cái thời gian yêu nó lâu hơn, kiểm soát được cái thời gian xuất tinh và cho cái cuộc yêu của chúng ta luôn tràn đầy cái sự thăng hoa và sự viên mãn? Thì trên thực tế có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến cái việc cái thời gian quan hệ của chúng ta không được như ý muốn. Và tùy theo vào cái tình trạng bệnh mà bạn đang gặp phải thì sẽ có những cái phương pháp để chúng ta điều trị một cách khoa học phù hợp nhất với tình trạng của bạn. Tôi lấy ví dụ như này. Đối với những anh em mà chúng ta đang còn trẻ tuổi nhưng vì công việc, vì áp lực, vì stress kéo dài và những cái thói quen xấu nó làm suy giảm các cái hoạt động, các cái chức năng sinh lý, thì sẽ có những cái giải pháp để chúng ta gì bổ sung, chúng ta phục hồi để chúng ta có thể khỏe nhanh hơn. Vì tuổi trẻ thì bao giờ phục hồi cũng sẽ nhanh hơn. Anh em mà chúng ta đang ở trong cái giai đoạn tức là 40, 50 trở lên tuổi thì đây chính là cái giai đoạn mà quá trình mãn dục nó đã diễn ra rồi, thì sẽ có những cái phương án để chúng ta kéo dài và kiểm soát cái thời gian quan hệ của chúng ta theo những cái cách khác nhau bằng cách tác động trực tiếp vào cái hệ testosterone trong cơ thể. Do đó thì các bạn hãy liên hệ trực tiếp với các bác sĩ chuyên khoa và có thể liên hệ trực tiếp với tôi để tôi có thể tư vấn cho các bạn, để giúp cho bạn cải thiện cái cuộc yêu của mình theo như mong muốn, có thể tăng lên 5, 10 hoặc là thậm chí 20 phút để chúng ta có thể kiểm soát và kéo dài cái thời gian của mình, đồng thời giúp cho cậu nhỏ của chúng ta cương cứng lâu hơn. Thì không còn cái gặp phải, khi mà chúng ta gặp phải cái tình trạng đang quan hệ tự nhiên nó lại bị xỉu thì chắc chắn là cái cuộc yêu nó sẽ gì, nó sẽ dễ dàng và nó sẽ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc ở đó. Và hy vọng rằng cái video này sẽ gì, sẽ có thêm được nhiều các cái kiến thức cũng như là cái góc nhìn nhận để chúng ta có thể cải thiện được cái chất lượng sống của mình, cải thiện các vấn đề về mặt chăn gối của chúng ta để chúng ta có thể viên mãn và hạnh phúc hơn. Nếu như có bất cứ một cái thắc mắc hoặc cần tư vấn về các vấn đề sức khỏe, các bệnh lý nam khoa, các vấn đề sinh lý nam, sinh lý nữ hay các cái vấn đề nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái khả năng quan hệ tình dục thì hãy để lại bình luận bên dưới. Bạn hãy bình luận cái ý kiến của bạn ở bên dưới hoặc liên hệ trực tiếp với tôi, nhắn tin cho tôi, liên hệ trực tiếp với tôi để tôi, bác sĩ Mạnh cùng với đội ngũ cộng sự y bác sĩ của phòng khám sẽ luôn luôn đồng hành, hướng dẫn, tư vấn thật kỹ cho các bạn và gì nắm được cái tình trạng bệnh cụ thể của các bạn để tôi có thể tư vấn cho các bạn các cái phương pháp điều trị mang tính chất khoa học, điều trị một cách toàn diện và bền vững nhất, cải thiện một cách từ từ bền vững để chúng ta duy trì cái sự sung mãn lâu dài hơn. Cảm ơn tất cả các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ bác sĩ Mạnh. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.